Xin chào, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Có lẽ sẽ nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại ra video sớm như vậy. Thì mình là từ bây giờ mình sẽ ra 2 video trong vòng 1 tháng để cho các bạn xem. Vì các bạn cứ comment là mình ra thêm video nữa đi, thì ước muốn của các bạn đã thành sự thực rồi đây. Lịch ra video sẽ là ngày mùng 7 và ngày 22 hàng tháng. Thông báo với các bạn như thế thôi. Vào video. Suốt năm 2020 và 2021, dịch Covid đã khuấy đảo cuộc sống thường ngày của chúng ta. Có thể đây là kỳ nghỉ dài nhất trong lịch sử mà mình từng biết. Tận 5 tháng anh em chúng ta phải ngồi ở nhà, không được ra ngoài, không được ra tiệm cắt tóc. Và chúng ta bắt buộc phải thích nghi với những kiểu tóc mà trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Với những kiểu tóc mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ để. Hôm nay mình sẽ nêu 7 kiểu tóc xu hướng cho mùa thu đông 2021 để cho anh em có thể tham khảo. Hãy comment ở phía dưới cho mình biết là các bạn đã để được bao nhiêu kiểu này rồi nhá. Số 1, đó chính là kiểu tóc Mohican và kiểu tóc French Crop. Kiểu tóc này rất là tuyệt vời bởi vì phần mái sẽ được tạo kiểu rất là nhiều texture. Các bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tạo kiểu, chỉ cần sấy tóc về đằng trước, dùng sáp để có thể tạo được nhiều texture nhất có thể. Thế là xong, các bạn có ngay một kiểu đầu mà vô cùng, như nào nhỉ? Nó rối nhưng mà nó lại đẹp. Thế mới hay. Số 2, đó chính là kiểu tóc xoăn. Anh em chúng ta sẽ không ngần ngại mà khoe ra những lọ tóc xoăn của mình. Vài năm trước thì tóc xoăn không được phổ biến lắm và anh em rất mất công để có thể duỗi thẳng nó ra, hoặc một cách khác chính là cắt ngắn nó đi. Tại vì anh em không biết là mình sẽ tạo kiểu như nào cho mái tóc của mình. Bây giờ ở nhà nhiều thì độ lười nó cũng tăng lên. Chúng ta sẽ cho những lọ tóc xoăn đấy tỏa sáng luôn. Và thậm chí đến mình cũng rất là ghen tị với những bạn có lọ tóc xoăn. Trước thì mình để tóc dài thì nó xoăn nhiều đấy, nhưng mà từ lúc mình cắt tóc ngắn đi rồi thì nó chỉ lượn sóng thôi chứ nó không còn xoăn nữa. Tiếc ghê. Thế mới bảo chỉ khi các bạn nuôi tóc các bạn mới biết được tóc của mình như thế nào. Số 3, đó chính là đầu cua. Đối với các bạn, kiểu tóc này khá là buồn cười và chỉ có con nít mới để, và xu hướng giống mấy anh giang hồ nữa. Thêm hình xăm nữa là đúng chuẩn bài luôn. Nhưng mà đối với mình, kiểu tóc này vô cùng nam tính, bởi vì kiểu tóc này sẽ khoe ra hết tất cả những đường nét góc cạnh trên gương mặt của các bạn. Số 4, đó chính là tóc dài. Nếu như các bạn không cắt cua. Ê, âm thanh gì đây? Đang quay phim à? Nếu như các bạn không cắt cua thì có một sự lựa chọn khác, đó chính là các bạn quyết định để cho tóc nó mọc dài luôn. Nếu như các bạn chưa thử thì đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất, bởi vì thu đông đã chuẩn bị tới rồi, không còn cái nóng gai gắt của mùa hè nữa, và tóc lúc đấy sẽ giữ ấm cho đầu của chúng ta và cũng lãng tử hơn nữa. Số 5, đó chính là kiểu tóc side part. Trong giai đoạn các bạn nuôi tóc sẽ có cái lúc mà tóc các bạn không ngắn mà cũng chẳng đủ dài. Lúc đấy nó vô cùng là khó chịu. Lúc này các bạn sẽ không biết phải tạo kiểu như thế nào. Thì kiểu tóc side part sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho các bạn. Bởi vì kiểu tóc này phù hợp với tất cả gương mặt, độ dài của tóc. Dù tóc các bạn dày hay tóc các bạn mỏng thì để kiểu side part vẫn rất là đẹp. Side part luôn luôn trường tồn với thời gian và nó không bao giờ hết hot. Thế nên các bạn yên tâm mà để nhá. Và tiếp theo, mình muốn cảm ơn Tony Barber đã tài trợ cho video này. Tony Barber House được biết tới như là một trong những hiệu tóc nam phong cách bậc nhất Sài Gòn. Khi cắt, anh em sẽ được tận hưởng phong cách cắt tóc hết sức có tâm từ những thợ cắt tóc vô cùng chuyên nghiệp. Và tất cả những kiểu tóc mà mình nói ở trên thì Tony Barber House đều có thể thực hiện được hết. Vậy nên các bạn chỉ cần đưa ảnh, giải thích với thợ một tí thì thợ sẽ hiểu và cắt cho các bạn đúng y như vậy. Không chỉ cắt tóc mà Tony Barber House còn bán những sản phẩm chăm sóc tạo kiểu. Nếu như các bạn mà muốn mua hàng thì hãy bấm ngay vào phần link mà mình để dưới phần mô tả. Có rất là nhiều những sản phẩm khác mà mình hy vọng sẽ được đập hộp, được trải nghiệm để rồi review cho các bạn xem trong những thời gian sắp tới. Số 6, đó chính là kiểu tóc middle part hoặc là kiểu tóc curtain mà mọi người đang mê mẩn, điên cuồng vì kiểu tóc này. Người người nhà nhà đều để kiểu curtain middle part. Và chính mình cũng có làm video chia sẻ cách tạo kiểu curtain middle part như nào. Các bạn có thể xem ở đây hoặc ở đây. Số 7, cũng là chùm cuối, sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng đây. Đó chính là kiểu tóc dài ngang vai. Đó chính là cảnh giới mà anh em luôn luôn mong ước mà rất ít người có thể thực hiện được. Khoan tường. Và các bạn phải trải qua địa ngục thì mới tới được thiên đường. Và để nuôi được bộ tóc dài này phải cần rất là nhiều ý chí của các bạn, là không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. The hardest choices require the strongest wills. Và có rất là nhiều các bạn cứ hỏi mình là anh ơi sao anh không nuôi dài lại đi. Thì hè năm nay nóng chết đi được, nuôi tóc dài để chết ngốt à. Và đây chính là 7 kiểu tóc tuyệt vời nhất mà anh em có thể để trong năm 2021.
và có thể sang năm 2022, những kiểu tóc này mang phong cách casual, thoải mái, chắc chắn nó sẽ khiến cho các bạn bước ra khỏi vòng an toàn của mình để thử những kiểu tóc này. Và một lần nữa cảm ơn Tony Barber đã tài trợ cho video này. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn học một điều gì mới hoặc các bạn đồng tình với 7 kiểu tóc ở trên. Mọi thứ về Tony Barber mình sẽ để link ở phía bên dưới. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.